Anh ơi, anh có thích cái cảm giác mình ôm nhau vậy không? Ôi ơi, anh thích lắm. Ôm em mà anh thấy mọi mệt mỏi quên hết luôn. Seven, đang làm gì vậy? Ôi, em không thấy nóng à? Gọi ra anh đang combat. Ôi, combat gì chứ em đang... Yến nào? Ôi, thôi, chu đi. Chết. Mệt quá em ạ, anh đang chơi game. Ôi, chơi gì chơi em vui hơn. Thôi dẹp đi, mệt. Ôi, rồi xong chưa? Để xíu em, hết xong rồi. Em biết nãy giờ là bao lâu rồi không? Gần một tiếng rồi đấy. Giờ này phim nó chiếu xong rồi. Sắp xong rồi, đừng có hối nữa. Nó chiếu xong rồi là tới xong rồi đi về luôn, khỏi phải xem. Sắp xong rồi, anh hối, cần hối cần lâu đó. Hay là thôi ở nhà luôn. Nhá, ở nhà luôn. Em làm cái gì mà lâu thế? Nhanh lên đi. Đợi em xíu đi, em sắp xong rồi nè. Em biết nãy giờ bao lâu rồi không? Nãy giờ là một tiếng rồi đấy. Một tiếng là tới luôn, là phim nó chiếu xong em hết một nửa là tới xem thì nó xong đi về. Đi về luôn. Anh đừng có hói nữa, sắp xong rồi. Anh đừng có hói nữa, sắp xong rồi. 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 Anh ơi, em xong rồi nè, đi thôi. Em ơi, em ơi. Hả anh? Ôi, em đang đọc báo à, nghỉ mắt đi, rồi anh còn nấu đồ ăn sáng cho em nè. Trời, rồi anh còn có một điều bất ngờ dành cho em nữa cơ. Trời ơi, gì vậy? Tên 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 tên. Anh có quà dành cho em nè. Trời ơi, cảm ơn nha. Quà nhân dịp gì vậy? Em không nhớ hả? Hôm nay là nhân dịp một tháng ngày mình quen nhau đó. Trời ơi, em quên mất luôn. Em quên mất hả? Nhưng mà cảm ơn anh nhiều nha, em thích lắm. Sao em lại quên mất được chứ? Nè, quên nè. Anh cũng có quà luôn hả? Em cũng cưng quá à. Để anh xem nào. Trời ơi, anh chắc chắn là sẽ thích nó nhỉ. Ừ. À, anh ơi, mình quen nhau được bao lâu rồi ta? Ai mà nhớ được bà ơi. Rồi em có nhớ không? Em không nhớ nữa. Rồi, không nhớ luôn. Rồi nấu cơm chưa? Chưa. Đi nấu lẹ lên. Đi nấu lẹ lên. Đi nấu lẹ lên. Từ từ làm gì dữ vậy trời. Vậy em phải từ từ chứ. Em ơi, hôm nay mát trời ấy, mà tối hôm qua mình hình như hoạt động hơi nhiều ấy. Hôm nay anh lại thấy đói bụng quá. Em thích ăn gì nhở? Ừ thôi, ăn gì cũng được, miễn sao là đi ăn chung với anh là được vậy. Đi ăn chung với anh là được vậy. Thế à, cưng nè. I love you. Nãy thời tiết nó nóng bức khó chịu ghê à. Thế hôm nay ăn gì đấy công chúa? Ừ, ăn gì cũng được. Hủ tiếu nhá. Nhiều tiếu, hủ tiếu ăn mập lắm em ăn đâu. À, hay là đi ăn cơm. Trời ơi, cơm ngày nào mình cũng ăn rồi, ngán thấy bà luôn. Không ăn đâu. Hay là đi ăn bánh xèo nhà bà Năm nhá. Em ngày trước em thích món đấy mà. Thôi mà giờ món đó dầu mỡ lắm anh ơi, ăn nóng nó mụn. Thôi không ăn, không ăn luôn. Tóm lại là bây giờ cô muốn ăn cái gì? Thôi ăn gì cũng được. Anh, em mặc bộ này đẹp không? Rồi, em đứng thẳng lại anh xem nào. Thấy không? Quay một vòng. Ôi giời. Quá ok luôn. Ngồi xuống đây anh nói em nghe này. Em á, mặc bất kỳ một cái gì cũng đẹp hết á, em biết không?
Thế không? Em thấy kỳ kỳ á. Em thấy xấu à? Anh cấm em có mấy cái suy nghĩ đấy, em hiểu không? Anh cấm em có mấy cái suy nghĩ đấy. Em mặc đồ nào cũng đẹp mà em đi cùng anh lại càng đẹp. Từ nãy giờ em chưa đi thay đồ để đi ăn à? Không, nãy giờ em vô phòng tí việc. Ủa, từ nãy giờ anh chờ em gần 20 phút rồi. Từ nãy giờ em đi ra đi vô mà em vẫn chưa thay bộ đồ đi ăn. Thôi, thay làm chi? Dậy đi được rồi. Ủa, thế mặc thế luôn à? Ừ. Ok, đi luôn. Ừ, anh khẩn trương, anh đói quá rồi. Đi đại đi. Vậy đẹp rồi. Cho em đọc lại món nha. Là mì xào với lại salad á. Hai anh chị có muốn gọi gì thêm nữa không ạ? Ôi em ơi, sao mà ăn ít thế? Hôm nay là ngày đầu tiên anh hẹn em đi ăn. Em cứ gọi thoải mái đi. Em gọi những món nào em thích ở trong menu. Anh mời em. Em ăn như đó là em đủ rồi. Tại vì em ăn không có nhiều, em ăn ít lắm. Sao lại ít thế? Em, nhà hàng mình anh nghe nói là có cái món gì rất là đặc biệt đúng không? Dạ đúng rồi. Gọi cho anh món đấy luôn được không? Nhá. Em ăn salad là được rồi. Mì xào, khoai tây chiên, gà nướng, chim cút nướng. Dạ, còn thiếu món gì nữa không chị? Hình như là... cái gì món gì nè? Giò heo chiên giòn. Thiếu đó, giò heo chiên giòn. À, nguyên phần heo nữa nè. Hết phần heo chưa chị? Ừ, hình như đủ rồi á. Đủ. Được hả? Ừ. Em ăn hết tất cả những cái đấy hả? Vậy anh nói là lắm vậy á? Trời ơi, em kêu cũng đâu nhiều đâu. Em đang đói. Em ơi, nhà hàng còn cái gì bưng nút cho chị ăn luôn đi. Dạ. Công nhận rượu nhà hàng này ngon thật em ạ. Em ê, ơi. Ê, anh. Thôi, đừng có kêu nữa, anh uống của em nè. Vậy hả? Ừ, em uống đủ rồi, anh uống đi. Ok, vậy cảm ơn em nhá. Đừng kêu nữa, tốn tiền lắm. Uống đi. Cảm ơn em. Anh em ơi, đồ ăn ngon quá. Ngon. Đồ ăn ngon quá hả? Miếng này. Em ơi, 2.790.000. Ồ, có 2 triệu đấy à? 2 triệu đấy à? Ờ, để em gửi cho. Thôi, hôm nay em đi chơi với em không cần phải lo. Anh sẽ trả toàn bộ, em hiểu không? Anh, kêu tính tiền đi. Ờ. Em ơi, tính tiền cho anh với nhở. Dạ. Của anh chị là 3.790.000. 3.790.000. Anh trả đi, bữa em trả rồi. Vừa mới hôm nọ anh trả xong em. Anh có bị lộn không á? Bây giờ thời buổi nam nữ bình đẳng em nào nhở? Em trả anh đi, em buồn cười đấy nhở? Anh...